Chào mừng toàn thể anh chị lại quay trở lại với em. Và hôm nay em lại về một chiếc Innova phiên bản phân khúc gia đình, thích hợp cho những anh chị nào mới lấy bằng, với giá thành 7 chỗ khoảng 250 triệu. Chiếc xe này thì sản xuất vào năm 2007, được nói là Innova phiên bản G lên full G, anh chị, lên full G. Thì đèn thì mình có thể nói là được lên đèn của 22. Lên đèn của 22 rồi nè. Cụm đèn lái sau có những vân sọc, đúng không ạ? Lên đèn 22. Dàn sơn thì cũng gọi là rất là được mắt về phần sơn của chiếc xe này. Còn đâu đó một chút xíu những thứ chưa ổn định cho lắm thì em lại mang vào cho thợ làm. Thì mâm trước cũng như vỏ đang rất là cao ráo nha anh chị nha. Phần mặt ca lăng cũng được lên form 22, 23 rồi. Đến form 23, đúng không ạ? Còn cản trước thì lại được sử dụng cản của Vios E 22. Đi sâu vào phần nội thất của chiếc xe này sao ạ? Tắp bi cũng đang còn rất là sạch, rất là sạch, sạch sẽ. Dàn lạnh trên lại được sử dụng dàn lạnh của dây. Đây là dàn lạnh của dây nha anh chị nha. Có led trên này, để led. Trần được bọc Simply cách nhiệt. Cũng như là ghế đang còn cũng khá là sạch sẽ, khá là sạch. Em thì em cũng vừa mới chạy chiếc xe này về tới nhà thưa anh chị. Vừa mới chạy xe này về tới nhà thôi. Bây giờ em sẽ đưa vào để thợ dọn dẹp và sạch sẽ thêm tí chút xíu nữa. Vỏ sau thì cũng đang còn rất là cao, cũng như là phần lồng về cũng không bị mục mọt. Đó, cặp vỏ trước thì sử dụng BS mới nha anh chị nha. Cặp vỏ đằng trước này mới nè. Cặp vỏ trước mới nè. Cụm đèn pha đang còn rất là sáng nha. Đèn pha rất là sáng. Biển 93A15304, xe em được lấy từ Bình Phước về. Đó, đèn trước mâm cũng đang ok nè, đúng không ạ? Mâm đang ok. Về phần đi về đang tiền bạc để vứt lên trên này đó anh chị. Thì về phần cần số thì cũng được người ta lên một cái cục cần số giả gỗ. Vô lăng được lên 4 chấu rồi. Màn hình LCD đang còn sử dụng rất là tốt. Em sẽ test luôn màn hình cho anh chị luôn, cũng như là phần cam dê của camera dê của chiếc xe đang hoạt động rất là tốt. Bây giờ mình sẽ qua và em sẽ đề nổ máy chiếc xe này, cũng như là test toàn bộ đâu đó những hệ thống trên xe cho anh chị. Về phần màn hình thì màn hình hiển thị của chiếc xe này thì cũng không có gì khác với những anh em gì trước. À, cũng đèn, đúng không ạ? Cũng 231.000 rồi. Đồng hồ về phần hiển thị trên màn hình thì nó sẽ bật lại chìa khóa lên chút xíu. Xe đèn sáng, màn hình sử dụng của Toyota. Đó. Có kết nối Bluetooth. Đó. Có Bluetooth cảm ứng bằng nhiệt nha, chứ không phải cảm ứng bằng móng nha. Cảm ứng nhiệt. Sẽ bật chế độ Bluetooth lên. Và bây giờ em sẽ để nổ xe cho anh chị. Xe lắc nhẹ chìa khóa là nổ máy rồi nha. Bây giờ em sẽ bật máy lạnh. Cũng như là dàn lạnh sau mình sẽ bật ở bên trên này. Đây dàn lạnh sau. Rất là ok nha. Cam dê sao? Cam dê đang hoạt động rất là tốt nè. Rất là rõ luôn. Cũng như là phần Bluetooth. Bây giờ em sẽ lấy một cái điện thoại của em và kết nối Bluetooth cho anh chị. Nhưng mà sẽ sử dụng em sẽ không sử dụng nhạc. Thì xe đã báo kết nối Bluetooth rồi này. Đúng không ạ? Thì em sẽ mở kênh YouTube của em. Ví dụ như em sẽ gõ vào tìm kiếm như xe. Ok.
Đúng rồi. Đây là kênh YouTube của em, anh chị cũng đã biết rồi. Đó. Thì em cũng mới úp cách đây 33 đến 46 phút trước hai chiếc bán tải. Đó, anh chị có thể thấy luôn. Hôm nay em lại gửi đến anh chị một chiếc bán tải phiên bản Ford SLS 1 cầu. Rất là ok đúng không ạ? Sản xuất vào năm 2016 và chạy chạm mất 57.000 cây cho anh chị. Còn mọi thứ trên xe này, những phần chia gió hoạt động rất là tốt anh chị. Chia gió hay là chống lọc AC rất là đẹp. Đó. Phần loa thì em đã test cho anh chị rồi, thì bây giờ mình sẽ quay qua phần máy máy móc của chiếc xe này. Đây phần máy móc, máy xăng. Phân khúc chỉ có hơn 200 triệu xíu. Anh chị đây về phần cục máy của chiếc Innova thôi, không bị lìn hơi. Máy nổ rất là tròn đô luôn cho anh chị, rất là tròn, đúng không ạ? Còn máy rất là ok. 4 cái bếp này thì em đã kiểm tra cho anh chị rồi, máy nổ rất là ngọt ngào luôn. Âm dần cũng rất là ok, rất là đẹp. Đầu này thì sử dụng đầu lên form rồi. Đầu xe đã được lên form rồi. Tài giờ mình rất là ok đó. Về phần máy xe thì anh chị cũng đã biết rồi, dòng Innova G thì sau nhiều năm sử dụng, cục máy sử dụng đang còn rất là êm như thế này, cũng là một con số rất là đáng nể đúng không ạ? Rồi anh chị. Và ngày hôm nay 27 tháng 10 2019 em có về chiếc Innova G lên G biển số 93A 15304. Nếu anh chị nào thích chiếc xe này thì hãy gọi cho em vào số điện thoại 0869 0944 41. Em có thể coi xe trực tiếp tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hoặc hỗ trợ anh chị những phân khúc giao dịch chiếc xe dưới 300 triệu. Em có thể giao xe tận nơi cho anh chị, chỉ cần anh chị bàn cọc cho bên em. Đó. Đây nha anh chị. Xe rất là ok luôn. Máy lạnh trên xe cũng rất là cao. Máy lạnh trên xe rất là tốt luôn. Nếu anh chị thích chiếc Innova này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0869 094 cho anh chị nha. Và cảm ơn anh chị đã coi video của em. Chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe và mua được chiếc xe mình mong muốn nhất. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới về từ bên em, cũng như là giá xe đã qua sử dụng. Và có rất là nhiều những anh chị thắc mắc tại sao mà chiếc Innova đời 2007 lại giá chỉ có hơn 200 triệu như thế. Thì em cũng gửi đến anh chị như thế này, là Innova G. G ngày trước là thông thường là những chiếc xe này được sử dụng trong ngành taxi dịch vụ, nhưng mà giá thành thì nó cũng rất là rẻ. Đó, giá thành nó cũng rất là rẻ, và chạy nó, máy móc của nó cũng không khác gì G cho lắm. Đó, gọi là 1810 đó. Với phần thứ hai là phiên bản G thì nó sẽ không có ABS và cũng không có túi khí, cho nên giá thành nó sẽ rẻ đi được một chút xíu. Và hiện tại phiên bản G cho cái form này thì em nghĩ là nó chỉ hơn được ABS thôi. Còn phần túi khí thì đôi khi một chiếc Innova mình cũng phải suy nghĩ lại một chút xíu, không biết đôi khi nhiều chiếc Innova G túi khí còn bung được hay không nữa cơ. Thì thưa anh chị, đây là phần form dáng của chiếc Innova 207 mà em gửi đến cho anh chị. Nếu anh chị nào thích chiếc xe này, mình có thể giao dịch xe trực tiếp, hoặc anh chị có thể bàn cọc và em vận chuyển xe qua cho anh chị nha. Và một lần nữa xin chào tạm biệt anh chị và hẹn anh chị trong những video tiếp theo.